Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một bài review để so sánh hai loại máy cân mực laser, hai thương hiệu đến từ Nhật Bản. Với máy Fukuda, lúc này nhà máy rất là lớn, sản xuất tại Trung Quốc và là nhà máy liên danh của công ty Fukuda Nhật Bản. Hai nữa là dòng máy Shimizu, là dòng máy mà thương hiệu của Nhật Bản và cũng đang sản xuất nhà máy rất lớn ở Trung Quốc. Hai nhà máy này đều sử dụng những linh kiện mà rất là cao cấp, đèn laser và thiết bị bảng mạch của Nhật Bản. Về ngoại hình và vỏ hộp thì hai loại máy này thì tôi thấy rằng là Fukuda là vỏ nhựa với độ dày tương đối chắc chắn, có thể nói là rất là bền. Đó. Về Shimizu thì vỏ hộp bằng nhôm đẹp và chắc chắn và nhìn rất là pro. Trong cũng đều có kính giống nhau và phụ kiện thì đầy đủ như nhau. Không nói về vỏ hộp nữa. Chân máy thì hai máy đều giống nhau. So sánh về pin của máy thì loại máy Fukuda thì sử dụng loại pin Fukuda FL18. Loại pin này với dung lượng là 6.000 mAh, rất là to. Nói với loại máy Shimizu thì dùng loại pin pin lithium thỏi của hãng Penling, cũng là của Trung Quốc. Nhưng máy Shimizu thì có thể lắp được loại pin tiểu thông thường, lắp được 3 quả pin tiểu thông thường trong trường hợp pin này hết điện và không sạc được. Còn máy Fukuda thì bạn sử dụng loại pin này và có thể thay thế loại pin này bằng loại pin của máy điện thoại 1020 hoặc là loại máy cục gạch của Nokia. Để mà so sánh về hai máy này thì tôi so sánh về chức năng, thì tôi lắp pin, tôi thử xem so sánh độ sáng trước, chức năng tôi sẽ tính sau. Nắp ráp pin thì giống nhau. Về ngoại hình thì hai máy này thì tôi thấy mỗi một máy có một ngoại hình riêng và đều chắc chắn, rất là bền và không có độ dơ như loại máy rẻ tiền khác, rất chắc chắn. Về ánh sáng thì tôi có thể test thử Shimizu thì đây là công tắc nguồn, còn Fukuda thì đây cũng là công tắc nguồn. Tôi bật thử hai cái, bây giờ tôi quay vào thử các bạn thử xem. Đây, với anh Fukuda thì tôi để trên cao, anh Shimizu tôi để cao trên chút, và Fukuda thì tôi để dưới thấp. Các bạn nhìn thấy ánh sáng của Fukuda thì có màu sáng và vỡ nhiều hơn, còn của Shimizu ánh sáng xanh lá cây và mịn hơn rất nhiều. Và nhìn thấy các bạn tia dọc, các bạn xem đó, về tia dọc thì ánh sáng của Shimizu thì cũng sáng hơn rất nhiều và ánh sáng mịn, không bị vỡ và khó nhìn như là của Fukuda. Fukuda thì ánh sáng của nó là những dải sáng rộng, và nếu như ở độ xa thì có thể không chính xác bằng máy Shimizu được. Shimizu nó là những dải rất là dày. Các bạn nhìn thấy hai ánh sáng khác gần nhau. Về công năng thì cũng có đều có nút chế độ, hai máy đều có chế độ nút outdoor, tức là sử dụng với một thiết bị đo ở xa, với khoảng cách khoảng 50m thì bắt buộc phải sử dụng thiết bị đo mà hỗ trợ từ xa. Đấy, về tia thì tất cả các máy thì đều có 4 tia ở trên, các bạn thì nhìn thấy trên. Đó. Fukuda thì sẽ mịn, sẽ xanh theo kiểu xanh có một chút anh hồng, còn máy Shimizu thì là xanh mịn, màu xanh lá cây. Rồi tôi sẽ thử chức năng của máy này một để làm nghiêng, nhưng mà để nghiêng thì máy Fukuda không hoạt động được. Đó, chế độ outdoor giữ chặt để làm nghiêng cũng không làm được. Nhưng máy Shimizu thì tôi thử xem sao. Máy Shimizu thì để mà nghiêng thì ấn một nút này, nút outdoor sẽ giảm độ tối lên, giữ chặt. Đấy. Khi mà giữ khoảng độ 5 giây thì máy sẽ có thể làm nghiêng được. Thì cái này rất là tiện khi bạn sử dụng những khớp nối mà trong máy đi kèm theo, tức là những khớp nối để bạn có thể làm nghiêng được. Đấy, bạn có thể làm nghiêng được. Làm cầu thang hoặc làm tất cả mọi thứ. Ánh sáng rất là xanh, rất là mạnh và mịn, không chói mắt như là Fukuda. Fukuda rất là chói mà nhìn nó là ánh sáng mà công nghệ cũ. Còn Shimizu thì là sử dụng ánh sáng mới, công nghệ LD, tức là ánh sáng mịn siêu LED. Hai cái máy này thì đều là loại máy cao cấp và có mức giá tương đương nhau. Nhưng nếu để mà chọn thì chắc là tôi nghĩ rằng bạn nên lựa chọn loại máy Shimizu thì ánh sáng sẽ tốt hơn là Fukuda. Về ánh sáng, còn về độ bền hai máy này thì máy Fukuda được nhập khẩu và bán ở Việt Nam rất nhiều, thời gian bảo hành cũng đều là 1 năm, nhưng máy Shimizu
là đại diện của công ty Simito. Với website là simito.vn đang phân phối tại Việt Nam. Máy nhẹ và độ bền cũng tương đối cao, đều bảo hành 1 năm và chính hãng 1 năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.